Em chào thầy, em tên là Trần Hoàng Anh Kiệt, học sinh của lớp cao đẳng liên thông 21 điện công nghiệp. Mã số sinh viên của em là 2160064. Ngày hôm nay em xin thuyết trình về bài tập lớn môn vi điều khiển thực hành. Đề bài của em là lập trình hiển thị màn hình LCD trạng thái hoạt động của động cơ chạy LCD hiển thị motor on, động cơ dừng LCD hiển thị motor off. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị vật tư bao gồm một con Arduino Nano, hai nút nhấn, hai điện trở, một động cơ DC, một test bo, một biến trở, một con L293D, một màn hình LCD, một pin và dây nối. Và chúng ta sẽ qua phần thiết kế trên mặt rotor. Thì trên mặt rotor trên con Arduino, em đã thiết kế sẵn trước. Và trên Arduino chân 5, chân 4, chân 3 và chân 2. Em sẽ nối vào chân 11, 12, 13, 14 của màn hình LCD. Còn nút nhấn thì em sẽ để ở chân số 6 và số 7 trên Arduino. Và chân tiếp theo là 10, 9, 8 sẽ lần lượt là N1, IN1 và IN2. Và chân 12, 11 sẽ nối vào chân 4, chân 5 của màn hình LCD. Còn con biến trở thì một đầu sẽ được cấp vào nguồn và một đầu sẽ đi vào chân GND. Và chân VSS của màn hình LCD em sẽ cho nó vào chung với chân GND của con biến trở. Và chân AO1, AO2 em sẽ cấp nó vào động cơ DC. Và đây là toàn mạch thiết kế của em trên phần mềm Rotax. Và bây giờ chúng ta sẽ qua phần viết code trên phần mềm Arduino. Qua phần mềm Arduino thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo biến. Như trên phần thiết kế, em sẽ đặt là button 1 là chân số 7, button 2 sẽ là chân số 6. Còn in1, in2, n1 sẽ là 9, 8 và 10. Và phần khai báo thư viện cũng như em đã thiết kế thì nó sẽ nằm ở chân 12, 11, 5, 4, 3 và 2. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới phần voice setup, đặt cấu hình chân. Và in1, in2, n1 chúng ta sẽ đặt là đầu xuất ra của chân là output. Còn button 1, button 2 sẽ là đầu nhận tín hiệu vào, sẽ là input. Và LCD begin là khai báo LCD 16 x 12. Còn LCD set cursor là đặt thứ tự cột hiển thị trên màn LCD. Còn LCD print là thiết lập hiển thị thông tin trên LCD. Em đặt là mode là trạng thái. Tiếp theo sẽ là phần qua setup. Thì đặt trạng thái cho chân là button started on là button 1. Còn button started up sẽ là button 2. Và chúng ta sẽ tiến hành đặt điều kiện cho nó. Nếu button started on ở mức tích cực cao và button started up ở mức tích cực thấp thì màn hình LCD sẽ hiển thị motor on và động cơ sẽ quay với tốc độ là 250. Và nếu button started on ở mức tích cực thấp và button started up ở mức tích cực cao thì màn hình LCD sẽ hiển thị là motor off và động cơ sẽ ngừng quay. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng mạch cộng cót trên rotor.
Giờ chúng ta sẽ tới mạch thực tế.